Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình tới với Freeport. Đây là khung cảnh của Freeport. Cây cầu cao này là từ ở bên kia bờ chạy qua bên này bờ. Ở ngoài xa kia là biển nha. Ở ngoài đó nó sẽ có đi về cái hướng bên phải này, nó sẽ có một cái tre đi, nó gọi là Surfside, nằm ở Freeport. Thì kế bên cái chỗ mình làm nó sẽ có một cái dũng nhỏ. Đây là cái dũng nha. Cái dũng này nước rất cạn, trong cái dũng này có thể có cua, con lưu crab, small mullet. Đây một con chim nó đang bay về. Chim. Rồi với mấy con này là mấy con ăn cá mồi á. Thì trong cái dũng này á mình thấy được có một số con cua. Nước rất là cạn. Bây giờ là nước đang lên nha. Nước có thể là hai thai. Thì đây. Đây là một con lưu crab nha. Ở trong những cái dũng ở dưới Freeport này nó rất là nhiều lưu crab. Nếu mà ai mà có dịp rảnh á thì mình nên đi xuống đây. Mùa hè mình chạy xuống mình camping. Mình bắt cua, mình đi dài dài những cái bãi, những cái dũng này mình bắt cua. Rất là nhiều lưu crab nha. Lưu crab ở đây nó rất là ngon. Con này ngoài chợ nó bán là cũng phải 3 đồng 99 một thau. Nhưng mà cua không bự nha. Còn ở lưu crab này thì cua rất là bự. Nhìn thấy trong cái lỗ này ha. Trong cái lỗ này thật sự cũng có cua. Có thể là ở đây rất là nhiều cua. Ở dưới này nổi tiếng là nhiều cua nha. Câu cua thì rất là dễ. Rất là nhiều cá mồi nó chạy. Cua thì cứ việc ghé quân mạc hay là những cái tiệm bán đồ, mình mua một cái đùi gà, xong mình cột cọng chỉ vô với một cây vợt. Bên này rất là nhiều cá thì mình cột cái cọng chỉ với cây vợt đó mình quăng ra. Ồ, quá trời mua lịch luôn nha. Ai mà cần cá mồi á thì hãy tới cái chỗ này chạy, xong mình đem ra. Không biết là có nhìn thấy không, đó mua lịch nó chạy, nó bơi rất là nhiều cá mồi luôn. Con này chạy lên đem ra câu, ở đây có nhiều con bự lắm, sát miệng cổng luôn. Wow. Dạ, ở trong kia 2-3 con cua luôn. Dạ, 2-3 con cua nó đang cắn nhau ở trong đó. Để mình đi lại gần mình quay cho coi. Cỏ quá không biết mình có thể mình quay được con cua. Đây mình đã thấy một con đây nè, nhìn thấy ha. Không biết là có thể thấy được con cua. Một con cua rất là bự nó đang bò ở đây, một con. Ở bên này cũng có một con rất là bự. Cái này là mình chỉ cần lấy vợt mình vớt thôi, mình không cần cái đùi gà nha. Tại vì hôm nay mình đi làm mình không có đồ nhiều. Dạ, ở đây có một con bự nữa. Đây, đó. Con cua nó đang nằm chờ những con cá bơi ngang. Rồi nó kẹp con cá. Đây, kế một bên nè. Đây, ngay chỗ của mình đứng luôn. Sát một bên với mình. Con cua rất là bự. Đây một con bự nữa. Wow. Một cái dũng có chút xíu mà quá trời cua luôn nha. Một cái dũng có chút xíu mà quá trời cua. Con lưu crab này rất là bự nha. Wow. Nếu mà mình mà có cây vợt là mình vớt mình đem về mình bỏ microwave mình hít là mình có thể ăn được nó rồi. Cua này á, đặc biệt những con cua này nó ăn rất là ngon hơn những con cua ở ngoài chợ bán. Thịt nó rất là ngọt nha. Đây bên đó là hai con nó đang bơi gần lại với nhau. Sát chỗ mình đứng có một con, 3 con 4 con cua. Một cái dũng rất là nhỏ như gì mà rất là nhiều cua. Đây một con nữa. Wow. Nè, đây là một con cua nó nằm đó, nó nằm rất là lên cạn luôn nha. Wow, quá trời cua. Để mình đi dọc dưới này coi. Quá trời cua. Chỉ có một cái dũng, nhìn thấy đi, một cái dũng có chút xíu như gì thôi à, mà 5-6 con cua nằm ở dưới đó. Cua này nó rất là ngọt, nó ngọt mà nó ngon, thịt rất là chắc. Nó ngon hơn là cua ở ngoài chợ bán. Cua ở ngoài chợ mình bán, mình ăn nhiều khi là nó để hơi lâu,
thịt nó không còn ngọt và không có chắc như con cua ở đây. Con cua ở đây thịt nó rất là chắc. Để mình xuống xét miệng cống. Xét miệng cống thì không có. Và cái dũng chỉ có cái rãnh chút xíu vậy thôi. Mà 4-5 con cua thì có thể là mình có con nhỏ mình ra đây mình bắt cua, nó rất là thích. Mình qua lại bên này. Đây bên này có một con nó nằm ở dưới cái miếng gỗ ngay chỗ này. Rất là đã ha. Cuối tuần thì ai có dịp chạy xuống đây, mình bốc khách sạn rồi mình đi những cái dũng nhỏ. Bên đó có một cái dũng nhỏ, ở đây có một cái dũng nhỏ. Ở ngoài kia là cái đường của tàu chạy. Thì có thể mình ra đó mình bắt cua cũng có, mình câu cá cũng ngon. Đó. Yeah, đây là một con cò nha. Nước ở đây không có sâu, nước rất là cạn. Thì con cò nó đang đứng để nó săn mồi. Nó kiếm mấy con cá nhỏ để nó ăn. Thì trong cái dũng nhỏ này nước nó thông ra ngoài biển luôn. Thì rất là nhiều cua, cá mồi. Mình có thể chài ở đây, mình đem ra ngoài biển mình câu cá mồi. Thì mình nghĩ trong cái dũng này sẽ có rất là nhiều cua. Tại vì chỉ có một cái đường rãnh nhỏ gì thôi mà 5-7 con cua rồi. Thì khi nào mình rảnh, cuối tuần mình không làm, nhất định mình sẽ trở lại đây để mình đi bắt cua. Rồi mình sẽ quay clip. Khi mà mình tới Freeport thì mình đậu xe vô trong cái chỗ trắng trắng mấy bên tay trái này. Thì mình đậu xe ở đây, mình đi qua hai bên bờ của nó, hai bên bờ của cái bay. Mình có thể câu cua, vớt cua. Đó, bên đó là cũng là một cái parking. Mình đậu xe vô trong đó rồi mình đi xuống đó. Mình thấy là được 2-3 chiếc xe người ta cũng đậu ở đó, người ta đi dài dài vô, người ta đi câu cua. Thì ở dưới đây á, thì nó nổi tiếng là lure crab với redfish. Cái loài này nó đi vô trong bờ, tới mùa nó sẽ vô bờ, hầu như là nó sống ở trong cạn. Chỗ này rất là nổi tiếng nha, Freeport Surfside. Đó. Thì cứ việc đậu xe hai bên lề là mình đi xuống mình câu cua, câu cá. Câu ghẹ câu đâu anh ấy? Câu ghẹ thì mình đi vô mấy cái quán bar, mấy quán cà phê. Đó, đây là một cái bãi rất là ngon để câu cua nha. Nó cũng dễ chạy xuống lắm. Từ Houston mình đi highway 288, chạy thẳng hoài luôn. Qua cái cầu lớn chỗ hồi nãy mình đứng á, là qua bên kia bờ là cái bãi biển. Thì mình vừa xuống cái cầu đó mình quẹo phải, mình chạy xuống cuối đường. Thì ngoài đó nó có một cái tre đi. Vào giữa tháng 5, tháng 6 thì ở cái tre đi đó rất là nhiều cá speckle, cá thu. Cá thu là con kingfish. Thì tới mùa đó là nó vô trong bờ, nó đẻ trứng. Mình câu nó thì mình chỉ câu bằng mồi giả thôi. Nếu mà được thì mình đi dài dài mấy cái bay shop hai bên lề, mình mua tôm sống mình xuống mình câu thì nó nhại hơn. Summer thì ai cũng đổ xô về đây để câu cá. Nếu ai mà có dịp rảnh cuối tuần thì nhớ chạy xuống đây để mình câu nha. Rất là đẹp.